bộ phim do Viettel Media sản xuất. May quá, tí thì chết tiền với cô Thuận ý, để cho thay pin. Ơ, sao vừa nãy còn đủ pin cơ mà. Đừng tơ tưởng đến con nhà người ta nữa. Vợ tôi dạo này có hay đi ngang phải tắt không? Không anh ạ. Chú cũng nên để mắt đến. Phụ nữ nhiều khi chẳng biết thế nào mà lần. Coi như tôi mất trắng cái xe này với anh ấy. Mà tuyên bố luôn, từ giờ cắt đứt quan hệ, đừng liên lạc với tôi nữa. Ta nhắc lại, từ nay không được bén mảng đến gần cô Hà Vi, rõ chưa? Mặt nạ hạnh phúc do Viettel Media sản xuất, phát sóng 20 giờ tối thứ ba, thứ tư, thứ năm trên kênh YouTube Phim 360. Bộ phim do Viettel Media sản xuất.